Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ hai ngày 15 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin có trong chương trình hôm nay. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thanh Hóa tăng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình Trung Đông Thủ tướng Ấn Độ đưa ra những cam kết an lòng cử tri. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 15 tháng 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Sự hội nghị có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các ngành, cơ quan đơn vị có cán bộ được điều động bổ nhiệm đợt này. Phóng viên Hữu Đại đưa tin. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm đồng chí Mai Viết Luyến, trưởng phòng tổ chức đảng đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức vụ phó tránh văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Văn Trung, trưởng phòng tổng hợp văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ phó tránh văn phòng Tỉnh ủy. Thông báo của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc đồng chí Lê Thế Sơn thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa. Thông báo của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Hoàng Bình Yên thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tiếp nhận Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Văn Trường, Trưởng phòng Quản lý Khoa học Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào làm công chức cơ quan chuyên trách của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy lại Thế Nguyên chúc mừng các đồng chí vừa được Ban Thường vụ tỉnh ủy điều động bổ nhiệm trong đợt này và nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận của Ban Thường vụ tỉnh ủy đối với các đồng chí trên cương vị công tác. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị ở vị trí nhiệm vụ công tác mới các đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, để phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhà nước và của tỉnh cũng như nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Trong quá trình công tác phải luôn đặt nhiệm vụ của tập thể, cơ quan đơn vị và của tỉnh là trên hết. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí được điều động bổ nhiệm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực sở trường, nắm vững quy chế làm việc, có cách làm sáng tạo khoa học để điều hành triển khai công việc được thông suốt, đạt hiệu quả cao tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, sâu sát địa phương cơ sở để có đề xuất kiến nghị và có những chỉ đạo thúc đẩy phong trào của địa phương cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công. Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị cấp ủy tập thể cán bộ cơ quan đơn vị có các đồng chí mới được điều động bổ nhiệm, tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết tích cực giúp đỡ các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt các đồng chí được điều động bổ nhiệm, Phó Tránh Văn phòng Tỉnh ủy Mai Viết Luyến trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, đưa phong trào của cơ quan, đơn vị đi lên. Sáng ngày 15 tháng 4, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đồng chí đỗ minh tuấn phó thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban dân tỉnh đồng chí đặng hoàng an chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn điện lực việt nam đồng chủ trì buổi làm việc dự buổi làm việc có đồng chí mai xuân liêm ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương tỉnh thanh hóa lãnh đạo và đại diện các phòng ban chuyên môn evn tổng công ty truyền tải điện quốc gia các ban quản lý các dự án công trình điện miền bắc miền trung phóng viên khánh hòa đưa tin theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang triển khai thi công xây dựng 5 dự án lưới điện truyền tải gồm đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, Thanh Hóa, đường dây 500 kV Thanh Hóa Quỳnh Lưu, đường dây 220 kV Nậm Sum Nông Cống, trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa, trạm biến áp 220 kV khu kinh tế Nghi Sơn. Ngoài ra một số dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm đường dây 220 kV nhiệt điện Nghi Sơn sẽ Nông Cống Quỳnh Lưu, trạm biến áp 220 kV Sầm Sơn và đường dây 220 kV Thanh Hóa Sầm Sơn, trạm biến áp 220 kV Hậu Lộc. Theo đại diện tập đoàn Điện lực Việt Nam, bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay vẫn còn một số khó khăn vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng và chuyển mục đích sử dụng đất rừng chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành đóng điện các dự án theo kế hoạch, đặc biệt là dự án đường dây 220 kV Nậm sung Nông Cống, Dự án này có tuyến đường dây đi qua địa bàn các huyện Như Xuân, Như Thanh và nông cống với chiều dài 52,14 km, bao gồm 125 vị trí móng cột và 47 khoảng néo, hiện còn 9 vị trí móng cột và 24 khoảng néo chưa được bàn giao. Đại diện tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đưa ra một số đề xuất kiến nghị cụ thể với tỉnh Thanh Hóa nhằm sớm giải quyết các vướng mắc đảm bảo tiến độ của dự án. Trên cơ sở nội dung báo cáo và thảo luận của các đại biểu Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã có những chỉ đạo cụ thể và giao nhiệm vụ cho các ngành địa phương của tỉnh chủ động giải quyết những khó khăn vướng mắc đối với từng dự án. Trong đó, liên quan đến việc thi công đường dây 220 kV nậm sum nông cống, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị ban quản lý các dự án công trình điện miền Bắc xây dựng phương án đường tạm thi công qua rừng tự nhiên phù hợp với thực địa, phối hợp với kiểm lâm, chính quyền địa phương và chủ rừng kiểm kê số lượng cây cần chặt hạ để lên phương án bồi thường giao các huyện Như Thanh và Như Xuân khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường đối với các hộ gia đình có đất trong vùng dự án đã đủ điều kiện, đối với các hộ còn vướng mắc thì yêu cầu huyện có văn bản gửi về các sở ngành chức năng để có hướng dẫn giải quyết. Đồng thời các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền thông tin đầy đủ về chế độ chính sách của nhà nước để các hộ dân đồng thuận ủng hộ dự án, nhận tiền bồi thường theo quyết định phê duyệt. Đối với các dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa và đường dây 500 kV Thanh Hóa Quỳnh Lưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các địa phương đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt công tác vận động di rời các hộ dân có nhà ở, vật kiến trúc và cây trồng trong vùng dự án, nhanh chóng bàn giao mặt bằng hành lang tuyến cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã cho ý kiến cụ thể đối với đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, các dự án lưới điện truyền tải được triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tập trung triển khai có hiệu quả, đặc biệt là dự án đường dây 500 kV mạch 3 đang được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Đồng chí nêu rõ, thời gian thi công các dự án đều rất gấp rút, song với sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, những khó khăn vướng mắc từng bước được tháo gỡ. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định, tỉnh Thanh Hóa luôn nỗ lực hết sức cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao các sở ngành chức năng tiếp tục sát sao phối hợp với đơn vị liên quan của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia ra soát, đánh giá từng nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch thay mặt tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Đặng Hoàng An cảm ơn sự quan tâm sâu sát vào cuộc kịp thời của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các sở ngành và các địa phương của tỉnh đối với những dự án lưới điện truyền tải đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Đây đều là những dự án lưới điện quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với việc cung cấp điện cho tỉnh Thanh Hóa, khu vực và lên biển. Do vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung đầu tư, nỗ lực để hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói riêng, của đất nước nói chung. Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An nêu rõ, dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hương Yên có mốc hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2024, thời gian còn lại không nhiều, trong khi khối lượng công việc là rất lớn. Vì vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân trong quá trình thi công dự án. Đối với dự án đường dây 220 kV nậm xung nông cống, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN yêu cầu ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc chậm nhất ngày 23 tháng 4 năm 2024 phải trình phương án xây dựng đường tạm đi qua rừng tự nhiên đến vị trí chân móng cột, đề xuất địa phương phê duyệt để sớm triển khai thi công. Sáng nay, ngày 15 tháng 4, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị triển khai công tác lễ tân hậu cần phục vụ lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố Sầm Sơn. Phóng viên Hồng Ngọc đưa tin chương trình khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành quảng trường biển chụp cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 7 tháng 4 năm 2024. Trọng tâm của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề Sầm Sơn rực rỡ sắc màu và màn bắn pháo hoa tầm thấp. Hiện nay mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai. Thành phố Sầm Sơn đang phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan hoàn thành kịch bản chi tiết sẵn sàng cho buổi trình diễn chính thức tại sự kiện công tác lễ tân hậu cần triển khai các phương án đảm bảo phòng chống dịch vệ sinh an toàn thực phẩm vệ sinh môi trường an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy phân luồng giao thông y tế chỉnh trang đô thị đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cũng đang được các đơn vị liên quan triển khai tích cực phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn thi nhấn mạnh Chương trình khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2004 và khánh thành quảng trường biển chụp cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn là sự kiện văn hóa du lịch có ý nghĩa quan trọng mở đầu cho mùa cao điểm du lịch biển hè năm 2004 của thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn. Đây cũng là dịp để tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người xứ Thanh đến với du khách trong nước và quốc tế, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, hợp tác phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa nói chung và thành phố Sầm Sơn nói riêng. Do vậy chương trình cần được chuẩn bị chu đáo để lại ấn tượng tốt đẹp cho bạn bè du khách trong và ngoài tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho ý kiến cụ thể đối với từng phần việc liên quan đến công tác lễ tân hậu cần, trong đó đặc biệt lưu ý đến phương án đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động văn hóa thể thao du lịch diễn ra tại Sầm Sơn, làm tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, đẩy mạnh xây dựng văn hóa văn minh du lịch, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức và hành vi của từng người dân thành phố qua đó tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến với Sầm Sơn. Sở thông tin và truyền thông, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, tạo sức lan tỏa, thu hút du khách đến với Sầm Sơn cũng như du lịch biển hè năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa. Các sở ngành, đơn vị liên quan và thành phố Sầm Sơn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, sát sao từng phần việc, chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để chương trình diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả, tạo được không khí sôi động, lôi cuốn, hấp dẫn đối với người dân và du khách. Khi đến với du lịch biển Thanh Hóa. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trên 5.200 tỷ đồng là số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong quý 1 năm 2024. Với số thu này, ngành hải quan Thanh Hóa đã thực hiện nhiệm vụ đạt 38,6% dự toán, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2023. Trong bối cảnh có những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, toàn ngành đang chủ động triển khai các giải pháp phân đấu tăng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, ghi nhận của phóng viên Hồng Ngọc. Từ đầu năm đến nay, khi thị trường xuất khẩu hàng hóa khởi sắc trở lại, công ty Dehan Global đã xuất được nhiều lô hàng lớn giá trị cao sang Mỹ và một số nước châu Âu. Theo ông Nguyễn Văn Đô, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Dehan Global tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của cơ quan hải quan trong quá trình làm thủ tục, giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến chính sách pháp luật mới, tạo thông quan hàng hóa thuận lợi nhanh chóng, vừa giúp tiết kiệm thời gian, vừa hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện giao hàng cho đối tác. Hải quan Thanh Hóa là họ hỗ trợ rất tốt với lại doanh nghiệp. Có những lúc mà hàng về chậm hay về khuya chẳng hạn thì họ cũng sẵn sàng để làm ngoài giờ chẳng hạn để chúng tôi kịp cái chuyến tàu trong chiều gấp quá chẳng hạn. Thì đấy là một dạng mà cái sự hợp tác và cái thủ tục thì là cũng nhanh chóng là giúp chúng tôi là khắc phục được. Thì thực ra là chúng tôi rất hài lòng. Quý 1 năm 2024, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng, chủ yếu do thu thuế giá trị gia tăng từ nguồn dầu thô nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn chiếm tỷ lệ trên 83% trong tổng thu ngân sách. Số còn lại thu từ các mặt hàng nhập khẩu khác như máy móc thiết bị, than, nguyên liệu sản xuất, vải và phụ kiện may, các mặt hàng xuất khẩu như xăm gỗ, đá trắng, clanh ke, dệt may. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt trên 3,6 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ có được kết quả trên là do cục hải quan thanh hóa thường xuyên kiểm tra theo dõi chỉ đạo các tri cục hải quan trực thuộc thực hiện đúng chính sách pháp luật quy trình thủ tục hải quan giải quyết xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục không có vướng mắc tồn động tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan đồng thời thực hiện thủ tục hải quan điện tử góp phần minh bạch trong các khâu nghiệp vụ đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Tỉnh. Ông Ngô Văn Thành, tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa nói: Chúng tôi đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong cái hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút doanh nghiệp về đầu tư. Thì trong dự trong quý 1 thì đối với tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì cũng có rất nhiều có một số dự án đầu tư lớn tại các khu nghiệp đầu tư. Theo đó số thu của chúng tôi cũng đã đạt được cái tỷ lệ rất là cao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong thời gian tới vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức trên địa bàn tỉnh cơ cấu nguồn thu từ hàng hóa xuất nhập khẩu chưa đa dạng việc thu hút vận động các doanh nghiệp lớn trong tỉnh và doanh nghiệp các tỉnh lân cận đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng biển nghi sơn tại tri cục hải quan cửa khẩu cảng nghi sơn để tăng nguồn thu chưa thực sự mang lại hiệu quả cao số doanh nghiệp mới đăng ký hầu hết là doanh nghiệp quy mô nhỏ nên đóng góp cho ngân sách chưa đáng kể do đó cục hải quan thanh hóa tiếp tục giả soát, dự báo, đánh giá các yếu tố tác động đến nguồn thu, từ đó triển khai giải pháp đảm bảo tăng thu cho ngân sách nhà nước. Bà Vũ Thị Hương, Phó trưởng phòng nghiệp vụ cục hải quan tỉnh Thanh Hóa cho biết. Thì cục hải quan tỉnh Thanh Hóa cũng triển khai các giải pháp để tăng cường thu thập thông tin, xác định những cái dấu hiệu rủi ro để có thể kiểm tra giám sát trong các hoạt động kiểm tra song quan, thanh tra chuyên ngành chống gian lận thương mại để từ đó chống thất thu ngân sách đồng thời cũng thực hiện cái giải pháp liên quan đến là về kiểm tra sâu sát về mã số trị giá thuế xuất để không xảy ra cái việc là thất thu ngân sách năm 2024, cục hải quan Thanh Hóa được thủ tướng chính phủ giao thu ngân sách nhà nước 13.550 tỷ đồng, dự kiến số thu ngân sách nhà nước lũy kế đến hết quý 2 ước đạt trên 9.500 tỷ đồng, đạt 70,5% chỉ tiêu giao, tăng trên 7% so với cùng kỳ. Để đạt mục tiêu trên, Cục Hải quan Thanh Hóa đang tiếp tục cải cách hành chính, tạo thuận lợi thương mại, tuyên truyền vận động doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan chống buôn lậu gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước, qua đó nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tăng nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Quỹ hỗ trợ nông dân là một trong những nguồn tín dụng ưu đãi trợ giúp nông dân đầu tư phát triển các mô hình, dự án phát triển sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả, đem lại thu nhập cao. Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn của quỹ, ngay từ đầu năm 2024, Hội Nông dân các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã tập trung giải ngân nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân cho các hộ vay để đầu tư xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, bài viết của phóng viên Lan Hương. Năm 2020, cùng với nguồn vốn gia đình, ông Nguyễn Văn Tiến, thôn Phúc Mỹ, xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, được quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cho vay 50 triệu đồng. Có vốn, ông Tiến đầu tư phát triển kinh tế trang trại trồng cây ăn quả. Ngoài được hỗ trợ lãi suất khi vay vốn, ông còn được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về cắt ghép cây ăn quả. Để nâng cao hiệu quả kinh tế, ông đầu tư hệ thống tưới phun xương theo công nghệ Israel. Nhờ biết cách chăm sóc áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, nên mô hình trồng cây ăn quả của ông Tiến đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong năm 2023, ông Tiến thu lãi trên 130 triệu đồng. Không chỉ trả lãi đúng kỳ hạn, ông còn có nguồn vốn để duy trì sản xuất. ông nguyễn văn tiến thôn phúc mỹ xã cẩm tân huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa phấn khởi nói. được uh, sự uh, hỗ trợ của hội nông dân xã rồi giới thiệu những cái mô hình uh, và và cái, cái áp dụng khoa học kỹ thuật gia đình cũng về áp dụng thêm và gia đình cũng uh, làm được cái hệ thống nước tưới tiêu cái mùa hè nắng hạn thì năm nay thì cây cũng đã cho thu và như cây bưởi với cây mít thì năm nay gia đình cũng thu là, là cũng vào chính thức được hai cái số cây đấy còn như cây na rồi uh, cây cam, cây bơ thì cũng đang uh, năm nay cũng bắt đầu được cho hoa cho quả thì cái đấy thì cũng là gọi là cái nguồn động viên của gia đình để nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân được đầu tư đúng đối tượng, phát huy được hiệu quả, hội nông dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo cho các cấp hội nông dân cơ sở khảo sát thực tế nhu cầu vay vốn của các hộ ưu tiên lựa chọn những mô hình dự án phù hợp với vùng miền để phát triển sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh đang quản lý gần 64 tỷ đồng cho trên 3.200 lượt hộ vay ở 702 dự án về trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ, ngành nghề đem lại hiệu quả cao. Trong quý 1 năm 2024, các cấp hội nông dân tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân cho 11 dự án với nguồn quỹ hơn 6,7 tỷ đồng cho 30 hộ vay vốn để đầu tư các mô hình liên kết sản xuất kinh doanh. Ông Mai Đức Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hà Trung cho biết. Ngoài cái nguồn vốn quỹ hội trợ nông dân của tỉnh và của Trung ương, thì đối với Hội Nông dân huyện Hà Trung thì hiện nay là có hơn 1 tỷ 200 triệu cái quỹ hội trợ nông dân cho huyện vận động quản lý thì trong cái thời gian vừa qua thì hội nông dân huyện ưu tiên là lựa chọn đầu tư các cái mô hình kinh tế mới mà làm ăn có hiệu quả. Ông Lê Văn Dung, chủ tịch hội nông dân huyện Quan Sơn cho biết thêm. Hội trợ nông dân thì đối với địa bàn Quan Sơn thì cũng mới có 140 triệu chia cho 7 hộ gia đình lũy kế trong cái nguồn vốn nó luân chuyển để, để quá trình phát triển mô hình và áp dụng sản xuất cho nên là cũng đang chưa được nhiều thì năm nay là chúng tôi cũng đang đề xuất với tỉnh là tăng cái nguồn quỹ để cho các hội viên được hưởng thụ cái chương trình này và áp dụng xoay vòng phát triển trong cái mô hình sản xuất. Dù nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân không cao, bình quân mỗi hộ được vay ở mức từ 30 đến 50 triệu đồng, cao nhất là 100 triệu đồng, xong thời hạn cho vay từ 24 đến 36 tháng mới phải hoàn trả vốn, nên các hội viên yên tâm đầu tư sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống. Trong thời gian tới, để giải quyết vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân, các cấp hội nông dân trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả mô hình dự án vay vốn, tập trung vốn cho các tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và tiêu thụ nông sản theo hướng hàng hóa, đem lại giá trị thu nhập cao. Ngày 14 tháng 4, tại xã Xuân Hòa, Thọ Xuân, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn và bàn giao thiết bị xây dựng mô hình hội nông dân thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình năm 2024. Tham gia chương trình, 50 hộ dân xã Xuân Hòa đã được hội nông dân tỉnh tập huấn hướng dẫn cách thu gom phương pháp phân tách rác thải tại nguồn bắt đầu từ hộ gia đình và được hỗ trợ 100 thùng chứa rác thải loại 60 lít cùng chế phẩm sinh học và một xe thu gom rác thải cho tổ tự quản bảo vệ môi trường. Theo đó, rác thải của hộ dân được phân thành hai loại là rác thải hữu cơ và rác vô cơ. Mỗi loại rác thải sẽ được chứa trong một thùng riêng biệt. Rác thải vô cơ và các phế thải có thể tái chế sẽ được thu gom vận chuyển đến nơi xử lý tập trung. Rác thải hữu cơ sẽ được dùng để ủ thành phân bón tại các hộ gia đình. Đây là những hoạt động thường xuyên gắn với đời sống sản xuất sinh hoạt nhằm xây dựng một môi trường nông thôn xanh sạch đẹp, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới. Trong năm 1924, Hội Nông dân tỉnh dự kiến thực hiện hai mô hình thu gom phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình. Xây dựng 10 tổ tự quản về nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, phát động mỗi đơn vị nông dân cơ sở thực hiện một mô hình bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, bệnh dại đang xuất hiện nhiều nơi và có chiều hướng gia tăng trong cộng đồng. Để chủ động phòng tránh, các địa phương đã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại, hạn chế thấp nhất nguy cơ bệnh dại động vật bùng phát trên diện rộng. Phản ánh của phóng viên Trần Hà. Xã Quảng Ninh huyện Quảng Sương có trên 200 hộ chăn nuôi theo hình thức gia trại và hộ gia đình. Với tổng đàn gần 30.000 con gia súc gia cầm, trong đó đàn chó gần 700 con. Để ngăn chặn dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền để người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng tránh. Đồng thời, lực lượng thú y cùng với cán bộ thôn đến từng hộ chăn nuôi yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng bệnh dạy. Ông Lữ Trọng Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Quảng Ninh, huyện Quảng Sương cho biết: Trong cái quá trình thực hiện công tác triển khai tiêm phòng đối đặc biệt đối với đàn chó nuôi ấy, thì vẫn còn có những hộ gia đình là chống chế hoặc là gây khó khăn cho đoàn công tác cũng như cán bộ đi tiêm. Thì bằng cái công tác là chúng tôi đã tích cực tuyên truyền về các cái quy định nhiều khoản quy định về xử phạt trong cái việc là chống đối không tiêm phòng để đảm bảo cái việc an toàn cho người và vật nuôi qua quá trình thì người dân cũng đã nhận thức được và hợp tác trong quá trình tiêm thực hiện chỉ thị của chủ tịch ủy ban dân tỉnh thanh hóa về tập trung nguồn lực thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng chống bệnh dạy trên động vật huyện quảng sương đã tổ chức tuyên truyền về phòng chống bệnh dạy trên địa bàn qua các trang thông tin điện tử các nhóm zalo yêu cầu các xã giả soát chính xác số hộ nuôi chó mèo ở từng khu dân cư yêu cầu chủ hộ nuôi chó mèo cam kết thực hiện nghiêm việc nuôi nhốt chó mèo trong khuôn viên gia đình bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y chấp hành tiêm vaccine phòng bệnh dạy cho chó mèo theo quy định xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm ông trần văn trung phó phòng nông nghiệp huyện quảng sương cho biết chúng tôi là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và trong cái công tác thông tin tuyên truyền chúng tôi phục vụ huyện phòng bệnh về các quy định nghị định và luật thú y và đối với những chủ hộ mà không tiêm phòng thì chúng tôi là có biện pháp rất là trừng phạt mình nhìn chung trong cái năm câu điểm này thì chúng tôi thực hiện rất là thuận lợi ra soát toàn bộ đàn gia súc gia cầm đặc biệt là chó mèo đến tận hộ sau khi ra soát xong thì chúng tôi ban hành kế hoạch và ra chỉ tiêu tiêm phòng đến thời điểm này thì đối với đàn chó mèo của chúng tôi tiêm phòng được đạt một trăm phần trăm tài huyện triệu sơn ủy ban dân huyện yêu cầu các xã thống kê số lượng vật nuôi trong diện phải tiêm trên cơ sở đó chuẩn bị đủ các loại vaccine theo quy định tuyên truyền vận động để người dân nâng cao hiểu biết tự giác phối hợp thực hiện tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi. Ông Lê Cảnh Tiến, Chủ tịch Ủy ban dân xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn cho biết, xã đã thành lập tổ tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường, các khu vực đông dân cư để nhân dân nâng cao trách nhiệm tham gia phòng chống bệnh dại tại cộng đồng. Chúng tôi đã tiến hành giả soát đến từng hộ gia đình, nắm số liệu của từng gia đình, từng thôn. Và đồng thời là chúng tôi chỉ đạo thôn là nắm chặt chẽ cái nguồn cùng vào tức là ví dụ như thế là ngay cái đầu vào là các hộ phải tiến hành đăng ký về cái nuôi nhốt và thực hiện cái việc tiêm phòng là đảm bảo 100% và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã mang theo các biên bản để tiến hành lập và sẽ xử phạt theo cái nghị định 90 năm 2017. Tuy nhiên qua cái quá trình mà được tuyên truyền vận động thì người dân đã hiểu được và thực hiện nghiêm túc cái việc tiêm phòng. Theo thống kê của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa trong vòng 10 năm qua bệnh dạy đã làm chết 31 người và 85.145 người phải điều trị dự phòng bệnh dại. Những tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 ổ bệnh dại trên ủng vật, làm chết 2 người và 86 người bị phơi nhiễm. Nguyên nhân chủ yếu bệnh dại gia tăng là do chưa quản lý được đàn chó mèo, công tác giả soát thống kê số lượng chó mèo tại các địa phương chưa chính xác dẫn đến tỷ lệ đàn chó mèo được tiêm vaccine phòng bệnh dại thấp, chưa áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về quản lý chó nuôi, chó thả rông. Vì vậy, để kiểm soát hiệu quả bệnh dại, giảm thiểu nguy cơ tử vong và tiến tới không còn người chết vì bệnh dại, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các huyện, thị xã thành phố tập trung mọi nguồn lực để phòng chống bệnh dại theo quy định của luật thú y, thực hiện quyết liệt năm cao điểm tiêm phòng vaccine dạy cho đàn chó mèo trên địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, kinh phí và có các giải pháp cụ thể tổ chức phiên phòng triệt đề vaccine dạy cho đàn chó mèo, đảm bảo đạt 100% diện tiêm và hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vaccine dạy đợt 1 năm 2024 trước ngày 30 tháng 4 năm 2024. Tiếp theo chương trình thời sự là một số thông tin đáng chú ý trong tỉnh. Sáng ngày 15 tháng 4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Hà Trung tổ chức lễ phát động vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024. Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Sau khi đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký các quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đồng thời triển khai cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trên quy mô toàn quốc từ năm 2019. Hướng ứng cuộc thi năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai cuộc thi cấp cơ sở vòng sơ khảo. Vòng sơ khảo cuộc thi đã nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp ngành cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sự quan tâm của các bậc phụ huynh học sinh cùng các thầy cô giáo. Qua 3 lần tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 89.461 thí sinh tham dự. Số lượng thí sinh tham dự tăng mạnh theo mỗi kỳ tổ chức đã phần nào khẳng định sức lan tỏa của cuộc thi. Nhằm tiếp tục duy trì phát huy, tạo sự lan tỏa của cuộc thi, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 cho học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đang sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhân dịp này, Thư viện tỉnh đã tổ chức ngày hội đọc sách cho học sinh trường tiểu học Hà Lâm, xã Yến Sơn. Thư viện tỉnh đã giới thiệu đến các em học sinh và giáo viên nhà trường gần 4.000 bản sách gồm sách tham khảo, sách giải trí, sách về biển đảo, sách văn học. Các bản sách được trưng bày dưới các mô hình nghệ thuật bắt mắt sinh động nhằm thu hút các em học sinh, đồng thời học sinh còn được truy cập Internet tra cứu thông tin trên xe thư viện lưu động. Sáng ngày 15 tháng 4, tại Trường Trung học Cơ sở Đa Lộc, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho Thầy giáo Đào Thanh Hương, sinh ra ở miền quê Hanh Cát, Thanh Cù, từ nhỏ, cậu bé Đào Thanh Hương đã sớm chịu thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa vì đã mang trên mình sự khiếm khuyết về đôi bàn chân và một cánh tay do di chứng của chất độc da cam mà người cha đã gánh chịu trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Song với sự nỗ lực vượt khó vươn lên và quyết tâm tàn nhưng không phế, Đào Thanh Hương đã trở thành học sinh giỏi các cấp và là sinh viên xuất sắc của khoa sư phạm ngữ văn trường đại Hồng Đức. Tốt nghiệp đại học thầy giáo Đào Thanh Hương đã đem hết trí tuệ, niềm đam mê, truyền lửa cho các thế hệ học trò là con em quê hương Đa Lộc. Với 48 năm tuổi đời, 26 năm tuổi nghề, thầy giáo Đào Thanh Hương đã cùng với tập thể sư phạm trường trung học cơ sở Đa Lộc và người bạn đời là cô giáo Trần Thị Hương góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ học trò trở thành những công dân có ích cho xã hội. Với những nỗ lực và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, thầy giáo Đào Thanh Hương đã được các cấp các ngành ghi nhận, biểu dương và trao tặng nhiều giấy khen bằng khen. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.